Hello, xin chào mọi người ha. Thì cũng lâu quá rồi Hiểu không có đăng đồ bán. Thì hôm nay cũng có một anh trên YouTube đấy kêu hôm nào đăng đồ bán đi. Thì Hiểu cũng đi bãi 2-3 ngày á, thì cũng về được ít thôi anh em. Thì đến tay anh em ha. Thì hôm nay thì Hiểu soạn ra những đồ mà Hiểu không có vệ sinh mà nó vẫn sống ha, chạy vẫn ok. Thì Hiểu bán để về anh em có thể tự vệ sinh, từ bọc phạch hay gì đó. Nói chung là tìm hiểu về nó ha. Chẳng hạn như đây là cái cây cưa kiếm của hãng Asman đó anh em. Đó, cái hãng này nè, hãng này cũng khá là nổi tiếng ha. Nó là dòng 14.4, nó là hệ pin chọt ha, nó hệ pin chọt đó, nó pin nó vẫn đang sống luôn nè, pin đang sống luôn, máy nè bị tóc nè, pin đang sống nha anh em, đó là pin zin luôn á. Đó, còn sạc á thì nó là điện 100V, nếu không có lấy. Với lại á, Hiểu cũng bật mí cho anh em với cái hệ pin như thế này mà đang sống á, anh em tự lên jack sạc adapter, anh em mua cái jack 3.5L á. Đó, anh em cấy một cái lỗ ở chỗ này thì ở trong đây nó, anh em cứ đi kiếm cái chân nào là cái chân S cộng, có nghĩa là nó sẽ là chân sạc đó anh em, và anh em lấy cái chân trừ là cái chân âm ha, là B trừ đó, rồi với là S cộng là anh em kéo ra một cái giác sạc là anh em có thể sạc được anh em ha. Còn nếu mà anh em muốn mà ký hơn nữa thì anh em có thể làm riêng cho nó một cái mặt ghép ha, mặt ghép 3S, nhưng mà Hiểu nghĩ không cần đâu, vì Hiểu đã thử rồi là Hiểu lấy cái chân S đó ra là chân sạc đó anh em, nó tương đương ở cái chân này này đó, thì anh em sạc nó vẫn ok, vẫn bình thường nha anh em, nó không bị gì hết đó. Nên là đó là Hiểu bật mí cho anh em, cho anh em về anh em có thể tự làm được. Còn một khi Hiếu đã đụng tay vô Hiếu làm thì mất công là Hiếu lại phải vệ sinh, và khi mà Hiếu vệ sinh xong sạch sẽ tươm tất này nọ hết thì cái giá nó lại sẽ không còn nhiều cái giá như thế này nữa ha. Đó, nên là Hiếu cố tình Hiếu nói và chia sẻ cho anh em biết cách để làm. Rồi về anh em muốn tự chế, muốn tự làm gì á, anh em nghiên cứu biến sao máy đang hoạt động là ok nè. Hiểu là Hiểu sẽ bán những cái máy nó chạy được, còn những cái máy nào mà không chạy được, không có full chức năng thì bắt buộc Hiểu phải để Hiểu làm rồi ha. Chứ Hiểu không có bán những cái kiểu mà hên xui, có nghĩa là Hiểu không bán mù. Hiểu chấp nhận những cái máy hư Hiểu sửa, Hiểu bán, chứ Hiểu không thể nào mà Hiểu bán mù cho anh em được, về nó rủi ro cao lắm anh em. Hiểu làm thợ đây mà nhiều cây còn phải treo sát nữa, chứ húng chi anh em mà lâu lâu có mùa cây thì mà là khó lắm. Thà những cây mà đang full chức năng như thế này đó, đang hoạt động luôn, thì anh em mua ha. Rồi cái này là mã số 1 ha, Hiểu sẽ bán với giá là 500k, mã số 1 ha, 500k. Và anh em lưu ý ha, Hiểu không có bao ship ha, ship nó là 35.000. và mua bên Hiếu thì Hiếu không cần bao giờ phải đặt cọc, cũng chẳng cần phải chuyển khoản gì hết nha anh em. Đó, anh em thích thì anh em chuyển thôi, còn không thì Hiếu không có ép ha, Hiếu không có cần. Anh em cứ nhận hàng rồi anh em thanh toán cho shipper cũng được. Đây, mã số 1 ha. Mã số 1 là 500k. Đó là bao gồm một cái thanh máy và một cái cục pin đang sống ha, cũng là 14.4 luôn nha anh em. Đó, nhớ là đang sống. Và cái máy này thì có đi kèm cái lưỡi zin luôn nha. Đó, về anh em đánh rửa đi là bảo đảm là vẫn cắt còn ok lắm đó. Nó Hiểu đoán được là như vậy. Đó, này là hiểu gì thử cho anh em biết là nó còn full chức năng ha. Rồi, mã số 1 500k. Tiếp theo nó cũng là cưa kiếm luôn đi, cũng cái hãng đó luôn, cũng cái hãng Asman này luôn, nhưng mà nó lại là đời cao hơn, nó sẽ là pin trượt nha anh em, pin trượt à, cũng là dòng 14.4 luôn nha anh em. Đó, và hiện trạng pin vẫn đang sống luôn. Đây, đây báo pin nè, vẫn còn hai nắp nha anh em. Đó, anh em về anh em tự nghiên cứu ghép mà sạc nọ, chứ Hiểu mà làm thì bảo đảm sẽ không còn giá này nữa đâu. À, anh em về tự nghiên cứu ha, vẫn full chức năng này rồi ha, điều tóc nè, tóc nhiễm luôn á, tóc lên tóc xuống nè, đó, và cái cục pin này nè, nó có cái cổng USB để anh em sạc điện thoại được đó, ha. Rồi, cây này là mã số 2, mã số 2 Hiểu sẽ bán với giá là 600k. Vấn đề giá cả thì anh em ủng hộ được thì Hiểu cảm ơn ha. Hiểu thì Hiểu chỉ bán được giá này thôi. Mã số 2 600k.
bán là bán Hiếu bán là bán cái máy mà nó phải chạy chứ không phải là bán mù, nên nó có giá này. Còn anh em mua mù thì nó sẽ có rủi ro. Rồi mã số 2 Hiếu bỏ qua luôn ha. Tiếp tục đến là mã số 3. Mã số 3 là con EZ6901 ha. Mình lấy cục pin test. Con này là khoảng 3 chức năng nha anh em. Và nó là cái đầu kẹp auto lock 10 ly đổ xuống và có cấp độ trượt. Ba chức năng là có, là người ta hay gọi ba chức năng là gì? Ba chức năng là cấp độ trượt, khoanh thường và khoanh búa ha. Khoanh búa thì anh em quay lên lát đỏ này có ký hiệu búa là nó sẽ búa thôi đó. Và chức năng của nó là vẫn full ha, điều tốc nè ha, đảo chiều nè. Pin này yếu rồi, pin này yếu nhất rồi anh em, để thử đo cái này lâu quá rồi chưa sạc cái pin này. Bên này là Hiếu này để từ máy thôi mà lâu lắm rồi đó, mấy tháng là không có sạc cái nó đúng chính xác luôn, còn có 9.87 anh em đó, nên là nhìn là yếu nhất, để lấy một pin khác. Mình là nghe cái tiếng máy nó hơi yếu nhất một tí. Bên này đi đó, mặt lên liền ha. Pin này không đúng của nó nhưng mà vẫn thử cho anh em được ha. Đầu vẫn mở được bình thường, ok hết nha anh em, không có, nói chung là máy không có lỗi lầm gì đâu. Hiện trạng hiện tại là máy không lỗi lầm gì hết, nhưng mà chú khuyến cáo anh em về, anh em nhớ là phải vệ sinh lại chứ anh em đừng để bị xài, để như vậy mà xài là nó sẽ có rủi ro hư rất cao. Chẳng hạn như về anh em chỉ cần bung ra, anh em thấy cái nào mà nó nguy hiểm hay gì đó thì mình gia cố nó lại để cho nó sẽ là một cái hiện trạng mà máy như ban đầu thì nó sẽ ok hơn đó, đó là khuyến cáo ha. Còn tại vì Hiếu muốn bán cái giá này để cho không vệ sinh, để cho anh em tự có thể trải nghiệm được ha. Và những cái như máy như cái kiểu này là Hiếu đều làm video hướng dẫn chia sẻ cho anh em là cách tháo ráp máy như thế nào, rồi những cái bình của nó là hay bị gì, hay công tắc, kể cả công tắc cò ha, Hiếu đều làm video hết rồi. Anh em có thể nhìn vào những video đó để anh em ráp một cái máy ok. Và khi anh em sử dụng cái đầu này thì anh em lưu ý nha, đừng bao giờ sai, sử dụng sai là hư đầu thì uổng ha. Thì anh em nếu anh em muốn mở đầu bình thường thì anh lóc xuống là nhánh xuống đúng không, nó cứng nè, anh em sẽ vặt không được. Anh em muốn mở mũi hoặc kẹp mũi anh em phải kéo lên đó, anh em kéo lên thì lúc này anh em có thể quay được. Khi mà anh em đã gài mũi lại rồi, có nghĩa là lóc lại rồi, thì anh em không được quyền vặn nữa ha. Vặn nữa là nó sẽ mòn cái miếng nhựa, nhôm nhựa bên trong là nó sẽ lên luôn, là sẽ hư cái chức năng lóc ha. Rồi nó là như vậy ha. Rồi cái này mã số 3 Hiếu sẽ bán này là cái thanh máy nha anh em. Rồi một hồi sẽ nói về vỏ pin, ví dụ anh em có mua thanh máy kèm với cái vỏ pin thì Hiếu sẽ bán giá vỏ pin là quê tiền, là cũng vỏ pin là 50.000 thôi. Mã số 3 có giá là 550k ha, đang full chức năng nha anh em, đang đầy đủ hết nha đó. Tại sao Hiếu không có bán vỏ pin vô cho anh em là vì lý do lỡ anh em muốn mua thì Hiếu vẫn bán, nhưng mà tại sao Hiếu không bán thanh máy vỏ pin? Vì khi anh em mua về, anh em muốn người nào đóng pin, cái công mà anh em lấy cái vỏ đó anh em gửi cho người ta để đi đóng tiền ship hết mà mấy chục ngàn rồi anh em đó, nên là thà khi mà anh em muốn có pin, cái hệ Nathanol này bây giờ rất khá là phổ biến và rộng rãi nha anh em đó, nên anh em chỉ cần nói những cái anh thợ nào mà chuyên đóng pin, anh em chỉ cần nói đóng cho tôi một cục pin chọt 12V của Nathanol, hoặc là anh em hay nói từ Nati đó, đó là những anh thợ đều biết thôi, nên em không cần phải gửi cái bỏ chi ship số 47 thôi anh em đó, là nó là Hiếu muốn là cái này là Hiếu muốn tốt cho anh em thôi. Còn nếu mà anh em muốn mua vỏ pin mà đi kèm với thanh máy thì Hiếu bán 50, còn nếu mà anh em mua vỏ pin không thì Hiếu sẽ bán 60.000 ha. Đó là về để cho cái trường hợp mà anh em tự đóng luôn đó, chứ không phải là Hiếu không bán nha đó. Còn cái giá mà Hiếu ghi trên đây là chỉ là cái thanh máy rồi, 550k mã số 3. Tiếp tục nữa là đến mã số 4 là cái này cũng của hãng Hachman luôn anh em, cũng hệ 14.4 luôn nha, hệ 14.4. Cái dòng này siêu nhỏ gọn đó anh em, và bánh nó cũng lực đầm và đã lắm. Này anh em làm mộc làm mấy là nó rất là nhỏ gọn, chui vô những cái hốc kẹt này nọ, anh em lòn tay vô những cái lỗ nhỏ là bánh là cũng
tại vì Hiếu cũng bán rất nhiều cây như thế này rồi đó, thì pin nó cũng đang sống, cũng là pin zin luôn ha. Đó, anh em về anh em tự ghép mặt sạc gì đó hoặc là tự ghép sạc đó, rồi anh em mua một cục sạc gọi là cục sạc adapter 220V đó, với cái hiệu định thế là 16,8 ha, là anh em sẽ sạc được cho cái cục pin này. Đó là Hiếu chia sẻ cho anh em biết vậy ha. Và nhớ đây là pin zin luôn nha anh em, pin zin mấy zin Hiếu chưa làm gì hết, nó sống thì Hiếu đẹp và Hiếu bán luôn. Rồi, cây này là mã số 4. Mã số 4. Mã số 4 nè. Có giá là 500k. Mã số 4 500k ha. Đó, anh em về anh em yêu khoa học hay là cái gì đó là tùy anh em ha. Và lưu ý bán kiểu này là sẽ không bảo hành, không có gì hết nha anh em. Thì sẽ cố gắng cái sức tận tới thì lưu rất là nhiều nè, thắng phanh đầy đủ nè. Thấy không? Đèn pin có là điều tốc nè. Rồi sẽ quay tới quay lui nè. Nếu mà lựa máy là nó phải đều đều liền liền nè. Cái này anh em chỉ cần vệ sinh sạch sẽ đi là máy này không bao giờ dưới 90% anh em ha. Đó, anh em nhìn nè. Quay tới quay lui nè. Quay xuôi quay ngược. Quay đi quay lại. Đó là hiện trạng y chang như thế này. Kiếm thêm máy thứ hai để bán như này cũng chẳng có đâu, nó chỉ có một cây như thế này ha. Rồi đây là mã số 4 với giá là 500k. Tiếp theo là đến mã số 5 là cây EZ6470, nó là chuyên quan cặp đồ trượt anh em ha, cũng full chức năng đó. Thắng phanh á, thả ra thắng phanh liền nè, điều tốc nè, đảo chiều nè, chậm nè, nhanh nè, đảo chiều luôn nè. Rồi hiện trạng của máy nè ha, hiện trạng của máy tem bên đây xui quá, còn một thêm nó mà liên lạc nữa cái là rất là đẹp nha anh em. Hai bên tem bên đây thì còn liền hết luôn, đều hết luôn. Con này là mắt hình Japan nè ha, đây là ngoại hình của nó ha. Mình sẽ quay tới quay lui quay xuôi quay ngược. Rồi con này là mã số 1 hay là bộ mã số 5. Mã số 5 anh em ha. Mã số 5 có giá là 400k. Mã số 5 có giá là 400k. Anh em lưu ý ha, Hiếu không có bao ship ha, tiền ship 35.000. Anh em cứ mua thì anh em cứ cộng vô 35.000 nữa là tiền ship. Rồi. Rồi hai cây này thì là của khách anh em, chắc hết rồi. Hai cây này là khách đặt thôi nên là Hiếu không có bán được, Hiếu phải dọn lại cho nó ngon lành. Khách tới 7 cây là mà trước mắt Hiếu mới kiếm được 2 cây thôi thì không bán được ha. Rồi ngoài ra đây sạc ha, 81 nè, 80 nè, là mà sạc zin của Panasonic anh em ha. Đó, Pana hoặc là National gì cũng là một thôi anh em, cũng là cùng công ty ha. Thì sạc 80 giá của nó là 350.000, sạc 81 giá của nó là 450.000 anh em ha. Nhớ là nhận sạc zin điện 100V đều sống hết, đã được thử thử hết rồi ha. Đó, sạc thì Hiếu không bảo hành được vì lý do lỡ anh em kim lột điện cháy thì làm sao Hiếu bảo hành được, nhưng mà Hiếu dám đảm bảo anh em là Hiếu đã được Hiếu test hết rồi ha. Còn pin Vana thì hiện tại Hiếu chưa bán được vì lý do là Hiếu có làm cái video gần đây Hiếu có nói rồi đó, là Hiếu test thử cái mớ mặt đó. Hiếu hiện tại cũng đang có 4-5 cục đóng tùm lum hết rồi, đang test ngày nào Hiếu cũng test, cứ sạc rồi xả xem coi nó có đủ bình nó có ok không, Hiếu dám bán pin cho anh em ha. Rồi cái đó là sạc ha. Mấy bốt này nữa nè, bốt này thì thôi cái này Hiếu đã làm tới đây rồi nên chắc Hiếu phải vệ sinh rồi Hiếu mới bán cho anh em được ha. Cái này là cây hệ bốt 1404, lúc đầu về là nó không chạy vì lý do Hiếu đang buồn là sợ nó hen rị này nọ nè, ai dè đâu tháo ra đồ sáng giới, đồ đẹp lắm anh em thấy không, motor này nhìn kiên cố, chỗ than còn đầy luôn, rồi mà sao nó không chạy là do cái máy này nè sử dụng xong cái đặt ở cái vị trí mà hoặc là làm cái công việc mà có những cái ba vớ bằng sắt đó nên hít vô đây nè, hít vô đây cái nó cắn nó không quay được, hiểu đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, bây giờ thì rất là ok nha anh em. Cái dòng 1404 này nè anh em, dòng bốt với kể cả 18 luôn, nó rất đầm, vòng tua nó rất chậm, không phải chậm, nói chung là vòng tua nó không có nhanh giống như Makita, không nhanh như Hitachi, nhưng mà cái lực búa xuống là rất tốt nha anh em, rất là khỏe. Muốn dĩ Hiếu sẽ giải thích như vậy cho anh em hiểu nè. Đó, anh em thấy cái tốc độ bằng quay của motor nó quay thấy ghê không? Đó, nó quay à. Nó quay như thế này nè. Mà tại sao khi chuyển qua cái bộ đầu này thì nó lại chậm lại biết bao nhiêu?
thì cái nguyên lý thôi, cứ chuyển động qua nhiều, được nhiều qua bánh nhông này nọ thì nó sẽ giảm cái, nó sẽ tăng cái lực tải trọng lên, tăng lực tải trọng nhưng mà nó sẽ giảm số vòng đi đó, nó là như vậy ha. Nên là anh em đừng có nghĩ là bốt mà bèo ha. Có nhiều anh em kêu bốt sao mà nó yếu quá, yếu đâu mà yếu, anh em nhìn cái motor thấy nó quay thấy kinh khủng khiếp không đó. Chẳng qua là khi chuyển động qua những cái bộ trong đây họ thiết kế ra, nó sẽ giảm lại cái, nó cố tình hãm là còn quay, nó chỉ cần cái khi nhà hãng người ta sản xuất ra, người ta cần với cái lực như đó sản xuất ra cái máy ha. Đó thì tùy hãng thôi, anh em muốn thích nhanh như chấm chóng thì cứ kiếm Makita, Hitachi, Mitsubishi đó. Còn anh em mà cứ thích đầm mà tải trọng tốt thì anh em cứ kiếm Bana, anh em kiếm đồ quơ mấy cái đời cổ đời cũ chứ đừng mấy cái đời tinh tiến, nó cũng chạy như ngựa rồi anh em ha. Đó là những gì hiểu biết ha. Với lại bốt nữa, anh em để ý mấy cây khoanh bê tông á, khoanh bê tông bốt với hiệu ti nó đầm lắm anh em, nó không có như Makita, nó cũng chẳng có như Hitachi đâu, mà lực búa đầm nhưng mà gõ rất tốt và độ bền cao ha. Còn bên kia nó cho ra cái vòng tua cả tại xả maximum ra, nên là nó có vòng quay nhanh, thì anh em tưởng vậy là khỏe là ngon thì đúng, thì nó trước mắt thì thấy nó nhanh hơn cái máy khác đó, nhưng mà cái độ bền hiểu hướng dừng nó sẽ không có độ bền cao đâu. Rồi và anh em nhìn cái khí dàn bỏ mặt này, hướng nhìn cái thằng bốt này nó làm, thật sự mà nói là làm cái máy là khá là chất lượng ha. Chạy hai con MOSFET IRF mấy đó, nó dán đây là hiểu không thấy, nhưng mà loại lớn nha anh em, loại IRF mà không phải 3205 đâu, loại không còn dây đó nữa. Có nghĩa là cái hàng này mua ở Việt Nam không bao giờ có, kể cả mấy MOSFET này nè, mua ở Việt Nam không có đâu, mấy linh kiện toàn linh kiện ấy mà. Còn này linh kiện này nhìn là biết là linh kiện tốt, rất tốt luôn nha anh em. Nhôm tản nhiệt thì chưa, với một cái hình thêm con tụ gì đây thế này. Nói chung là riêng cái đời 14-14 này hiểu và đời 18 nó khẳng định là cái đời rất là ok, thì cứ chia sẻ thôi. Và cái cây này thì hiểu đã làm tới đây rồi thì chắc là hiểu phải vệ sinh thôi. Và nó có mắc cái đầu cao su ở trên đây mà nhìn nó vẫn đẹp lắm anh em, đúng là nó có một cái đầu cao su chụp ở đây nè. Đó. Rồi thì chắc video của Hiếu xin kết thúc tại đây ha. Rồi ví dụ anh em nào muốn mà giao lưu hay tới cửa tiệm Hiếu mua luôn thì địa chỉ của Hiếu là ở số 2 đường Mùa Giả, ấp Khi Gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Zalo của Hiếu có để trên góc trái màn hình là số điện thoại 0938 31369 ha. Rồi video của Hiếu xin kết thúc tại đây, chúc anh em được sức khỏe dồi dào ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo.